Xin chào tất cả quý vị, các bạn đã quay trở lại với kênh của Dũng Nap. Hôm nay mình làm cái video clip giới thiệu cái sản phẩm biến áp tự ngẫu của Liwa công suất 15kVA. Trước video chúng ta đang xem đây, với cái máy thế hệ mới này thì là vỏ nó khá nhỏ gọn, không còn cồng kềnh như trước đây nữa. Còn đây là bộ hồ sơ của mỗi một cái máy biến áp, luôn luôn có một bộ hồ sơ kèm theo bên trong, đó là chứng chỉ chất lượng COCQ, rồi là thông số kỹ thuật của máy bên trong, kích thước cân nặng. Đây bên trong này. Điện áp vào, điện áp ra, thông số kỹ thuật, cuộn dây và vỏ đều ghi hết thông số trên cái bộ hồ sơ này. Trọng lượng của con máy này là 75kg. Với máy 10 tự ngẫu 15kVA đấy của Liwa là 75kg. Điện áp vào ghi rõ input 380V RST, điện áp ra output 220V và 200V. N là dây trung tính. Đây là số dãy số seri của máy biến áp. Đây đằng trước mặt của chúng ta thì gồm có 3 đồng hồ V, 3 đồng hồ A, đèn báo automat, 3 pha C25, mỗi một pha 25A. Đấy, trên trước mặt ghi rõ input 380V, output 220V. Quay video clip để giới thiệu mọi người khi mua hàng thì có video xem cận cảnh luôn. Bên trong thì máy biến áp này được của Liwa là quấn dây nhôm mọi người nhé, chứ không quấn dây đồng đâu. Đấy, bên mình là có nào nói thế, mà hàng hãng người ta làm nó như nào thì bên mình bán nó như thế và nói như thế, chứ không dây quấn dây nhôm thì nói quấn dây đồng là không được, không có đúng. Hãng người ta làm như nào thì bên mình bán như thế thôi. Cần làm dây đồng